Tổ chức Y tế Thế giới quan ngại khi xuất hiện các ổ dịch mới ở Đông Nam Á. Theo hãng thông tấn AFP của Pháp cho hay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cảnh báo về khả năng dịch bệnh Covid-19 bước vào trong giai đoạn lây lan trong cộng đồng tại các quốc gia Đông Nam Á, kêu gọi những hành động quyết liệt số trường hợp mắc bệnh đã tăng lên ở Đông Nam Á trong một vài tuần qua buộc nhiều nước thành viên trong khối phải áp dụng một biện pháp mạnh để đối phó, kể cả việc ngưng tiếp nhận các người nước ngoài nhập cảnh, áp dụng được giờ giới nghiêm vào buổi tối, đóng cửa trường học, hủy các sự kiện thể thao. Theo lời của bà Punam Kanchrapong, giám đốc của khu vực Đông Nam Á của Tổ chức Y tế Thế giới, bà cho biết rằng chúng ta cần đẩy mạnh ngay lập tức mọi nỗ lực ngăn chặn virus lây nhiễm nhiều người hơn vẫn theo afp có quan ngại rằng hệ thống y kinh tế công cộng khiêm tốn ở các nước đông nam á có thể không chống đỡ nổi khi xảy ra một đợt bùng phát lớn Chuyên gia của WHO cho biết là các biện pháp đơn giản như là rửa tay, tránh xa nơi đông người rất quan trọng trong việc đối phó với dịch bệnh và sẽ dần dần giúp giảm lây nhiễm. Malaysia hiện nay là một quốc gia có số trường hợp bị nhiễm COVID-19 nhiều nhất ở Đông Nam Á tính cho đến ngày 18 tháng 3, Singapore có thêm 23 trường hợp nhiễm bệnh. Và số trường hợp được ghi nhận nhiều nhất trong một ngày ở đảo quốc này từ trước cho đến nay, tổng số trường hợp bị nhiễm của Singapore là 266 người với 114 trường hợp khỏi bệnh. Quốc gia Brunei hiện nay ghi nhận có 50 trường hợp bị nhiễm, chưa có trường hợp tử vong. Cập nhật mới nhất cho thấy là Indonesia có tổng số trường hợp bị nhiễm là 172 người, Campuchia là có 35 trường hợp. Theo báo Philstar, Philippines ghi nhận thêm 6 trường hợp bị nhiễm trong ngày 18 tháng 3, tổng số trường hợp nhiễm bệnh là 193 người. ngành y tế của nước này dự báo có thể sẽ có 75.000 trường hợp bị nhiễm bệnh trong vòng 1 cho đến 2 tháng tới nếu như dịch bệnh Covid không được kiểm soát tốt. Việt Nam hiện nay ghi nhận có 68 trường hợp bệnh. Lào, Myanmar chưa công bố trường hợp bệnh nào cho dù là chính phủ đang tích cực đối phó với dịch bệnh.